Vâng, shop dụng cụ làm vườn Em Thảo hôm nay sẽ đưa tới các bác một cái đôi kéo cao cấp dòng kéo SK5 của Japan. Thì với cái mẫu kéo này em sẽ chi tiết sau đó sẽ test thử để các bác nhà mình được biết. Dòng kéo này khi các bác mới mua về là một chiếc kéo loại 1 thì các bác hãy kiểm tra như thế này. Đầu tiên các bác hãy mở phần tay cầm. Đây là cái ốc chốt tay cầm. Các bác gạt đây ra. Từ cái ốc chốt này của nó cũng rất chi là to và sáng bóng này. Và đặc biệt hơn nữa là cái phần lưỡi. Đây là cái chế độ tự mài của kéo. Và phần lưỡi trên là phần lưỡi chống trượt, có rất chi là nhiều vân sần. Đây là một chiếc kéo loại 1 các bác ạ. Đấy, và nó có một cái ốc chốt to ở giữa này. Với một chiếc kéo này thì hôm nay đơn vị em sẽ tặng theo cho các bác một lò xo. Bởi vì đợt trước thì nó không có lò xo đâu nhá. Hôm nay thì sẽ có lò xo. Và em sẽ test thử với cái thân cây để cho các bác nhà mình được biết. Và đặc biệt hôm nay nữa thì hôm nay sẽ kết hợp với các bác một cái cây kéo tỉa. Với cái giá rất chi là tốt thì em sẽ test thử, sau đó sẽ báo giá để các bác nhà mình được biết nhá. Đầu tiên là các bác cắt những cành nhỏ này. Đây là em cắt cành nhỏ. Cắt rất chi là dễ dàng nhá. Đấy, và các bác tiến hành cắt những cái cành lớn này. Và em sẽ cắt như này. Đây là một cái cành thân gỗ cứng nha các bác nhé. Nếu như các bác làm vườn ý, thì các bác chắc chắn là sẽ cần một chiếc kéo cắt khỏe. Các bác nhìn cái đường cắt của nó rất chi là ngọt và mịn như thế này. Thì với những cái chiếc kéo như thế này thì đơn vị em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Đây là phần thân to này, em đã cắt cái phần thân to nhất này nhé. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ là ngọt luôn. Thì với chiếc kéo SK5 Japan hôm nay thì đơn vị em sẽ nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc khi các bác đặt hàng, kèm theo một chiếc kéo tỉa. Và chiếc kéo tỉa này thì em sẽ cắt tỉa nhánh cho các bác xem. Tỉa nhánh này thì rất nhiều bác hỏi em là có cắt được cành to không. Nếu đã gọi là tỉa răm thì không cắt cành to các bác ạ. Cái kéo tỉa này phần lưỡi răng của nó là phần lưỡi răng cưa, và cái chế độ chống trượt của nó sẽ nằm ở bên dưới. Riêng cái chế độ răng cưa thì nó đã không bao giờ các bác cắt nó sẽ không thể trượt cành được nữa. Và hơn nữa là tay của nó sẽ bằng thép này, giúp các bác cắt rất chi là bền. Đấy, em sẽ tỉa cành nhá. Đây là ví dụ như là cái cành này. Các bác sẽ dùng để tỉa cành, tỉa nhánh này. Rất chi là sắc bén. Cái này thì tỉa cành, tỉa nhánh này các bác chỉ tỉa cành nhỏ thôi nhá. Và với một cái bộ đôi kết hợp hôm nay thì cái kéo này các bác nhận hàng nó sẽ nằm trong hộp đây. Em sẽ để luôn một cái lò xo như thế này để các bác nhận, sẽ đi kèm theo một cái lò xo. Để khi nào mà cái lò xo này nó nhãn thì các bác có thể thay thế lò xo. Với cái chế độ lưỡi này, các bác nhìn cái phần thân của nó rất chi là dày. Và nó là một cái chất liệu thép ép nguội của Nhật Bản, cho nên là nó sẽ rất bền. Bởi vì cái dòng này rất ít khi em đăng tải nhá, hàng rất lâu mới về một lần. Với bộ đôi hôm nay thì em sẽ gửi từ các bác giá sẽ là 300.000 trên một cái đôi kéo như thế này. Và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang cần và muốn liên hệ đặt hàng hãy gọi trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và số điện thoại nhà em thì sẽ có Zalo để các bác nhà mình vào kết bạn, để em gửi đúng cái mẫu sản phẩm như thế này thì các bác nhận hàng và thanh toán với bên bưu điện nhé. Đấy, với một cái bộ đôi sản phẩm như thế này thì nó là một cái dòng cao cấp nhất. Các bác có thể vừa làm cây cảnh vừa làm vườn. Đấy, sắp sửa cũng tới vụ để các bác nhà mình tỉa cành bưởi, cành hồng. Thì đây là một cái mẫu kéo lý tưởng nhất. Còn các bác miền Nam thì có thể sử dụng để cắt cành cà phê, cành điều. Với cái phần lưỡi kéo này sẽ được thiết kế dài nhất so với những chiếc kéo bình thường, để các bác nhà mình sử dụng làm sao cho nó thật tốt. Và đơn vị em là một đại lý lớn thì bên em sẽ chuyên nhận, cung cấp và gửi xỉ lẻ trên toàn quốc nhé. Bác nào có nhu cầu về dụng cụ gì đang muốn tham khảo, đừng quên nhấn like, chuông và nhất là nút đỏ đăng ký kênh để theo dõi thật nhiều những cái dụng cụ của đơn vị em qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.